Cũng đã gần 3 năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm, vẫn chưa tìm hiểu anh, vẫn chưa nắm tay anh. Thế gian này rộng lớn mà con tim trống to nhiều hơn, chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương một người. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đau là bớt đau, là bớt đau. Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối. Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi. Đâu phải yêu Hello hello các bác, để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào đến từ ProSa Việt Nam, các bác có thể bấm vào đăng ký và ngay sau đó các bác có thể bấm vào quả chuông, chọn tất cả để nhận được những thông báo về video mới nhất nha. Ok. Chào quý vị và các bạn, lại là Hương Quỳnh đây và chào mọi người đang theo dõi kênh YouTube của ProSa Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Hương Quỳnh và Mr. Châu đang có mặt tại địa điểm là xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để có một cái lịch hẹn đi lắp đặt cho một chú khách hàng rất là dễ thương các bạn. Ok, và trước khi mà mình giới thiệu về hệ thống ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một tí về quang cảnh nhà vườn tại huyện Bình Chánh, rất là đẹp, rộng rãi và mát mẻ các bạn. Đó, đây là khu nhà vườn của chú khách hàng ngày hôm nay. Giữa sân chúng ta sẽ có hoàng năm bộ nè, cây cối rất là mát mẻ luôn. Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ lắp đặt hệ thống âm thanh Amatel Audio cho căn phòng giải trí của chú khách hàng này. Và một cái điều đặc biệt đó là gì, chú lựa chọn một cái dòng sản phẩm mới nhất của thương hiệu Amatel Audio, đó chính là F26B cho hệ thống của mình. Nhưng mà không phải là một cấu hình gia đình bình thường, hai full một súp đâu, mà ở đây thì chúng ta sẽ là hệ thống 4.1 các bạn. Này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 chiếc loa full S26B. Đó, đây là series mới nhất. Và ngày hôm trước thì ProSound đã up lên một cái clip review chi tiết về chiếc loa S26B rồi. Thì đây cũng là một dòng loa sẽ có cho mình 2 driver bass 6 in bên trong cùng với một driver trap, với thiết kế rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Và chiếc loa này thì sẽ có công suất hoạt động là 400W nha các bạn, ở trợ kháng là 8 ohm. Đó, đây. Và chúng ta sẽ kết hợp cùng với một chiếc súp N12WB. Và cấu hình như thế này nó đã vừa phải với cái căn phòng giải trí của chú khách hàng rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng hai chiếc ampli SQ2404 nè, SQ1200 cho súp nè, 2404 cho 40 full nè. Đó, và phía trên thì chúng ta có auto nguồn, mà micro, đây cũng là micro mới nhất nè, BS9500 và vang số vang nội X5. Đó, đây là toàn bộ. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào trong để bóc siêu thiết bị cũng như là quay cái không gian setup ngày hôm nay cho các bạn cùng xem nha. Đó, và nhà chú thì có rất là nhiều những cái động vật dễ thương, và đặc biệt đó là gì? Googie. Đây, đây là bạn Googie rất là dễ thương. Xin chào. Ok. Với
bốn cái chiếc loa S26B này thì mình sẽ treo dọc nó xuống như thế này nha các bạn. Đây, đây là những cái bát loa. Và bữa trước thì mình đã có một cái ngày thi công khoan ti cũng như là đi sẵn dây loa âm trần rồi. Bây giờ thì mình sẽ cần gắn bát loa và treo loa lên thôi. Đó, chúng ta Châu đang gắn bát loa nè. Thank you.
Giờ em đứng ngay khi bóng trông